vừa tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng đi tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai trong đợt cao điểm này. Theo đó, ngoài duy trì chạy thường xuyên đôi tàu SP3, SP4 trong đợt cao điểm này, đơn vị chạy thêm tàu SP1 các ngày 28, 29 tháng 4, xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 35 đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 15 và ngược lại cùng với thực hiện giảm giá cho khách mua vé khứ hồi, khách đoàn. Theo quy định của ngành, đơn vị cũng bán vé ô tô từ ga Lào Cai đến Sapa, trả khách tại các điểm trong bán kính 2 km, tính từ nhà thờ đá. Giá vé ô tô được niêm yết công khai 55.000 đồng một vé.